Rồi chúng ta tiếp tục cái series ôn tập học kỳ 1 năm học 2021-2022. Ngày hôm nay là ngày 12, mình sẽ làm 10 câu bài tập hóa vô cơ. Rồi chúng ta đến với câu đầu tiên, câu 1. Để cho 0,2 mol canxi oxit là CaO. Chúng ta đi tác dụng với HCl để tạo thành CaCl2 cộng cho H2O. Công bằng đây là 2. Yêu cầu chúng ta là tính khối lượng muối thu được bằng nghĩa kỹ. Trong trường hợp này là số mol CaO đã có 0,2 mol. Đây là số mol ban đầu. Số mol HCl chúng ta sẽ tính được, em lấy 0,5 nhân cho 1 là bằng 0,5 mol. Đúng không em ạ? Và đây là cái số mol phản này. Ở đây để phản ứng thì chúng ta sẽ dùng phương án giả sử. Ở đây thì giả sử là CaO vẫn hết. Đây 0,2. Nghe kỹ này, thầy sẽ lấy 0,2 nhân 2 chia 1 thì đây nó sẽ bằng 0,4. Như vậy nó nhỏ hơn 0,5, điều chứng tỏ là điều mình giả sử là đúng. Như vậy sau vẫn HCl dư lại 0,1. Muối bây giờ là nó theo CaO vì CaO hết, cho nên là 0,2, 0,2. Như vậy cái đó chúng ta đi tính khối lượng muối là tính khối lượng CaCl2. Lấy mol là 0,2 nhân khối lượng mol. Canxi là 40, clo là 35,5 nhân cho 2. Đáp án tính cho thầy bằng bao nhiêu? Bao nhiêu thông ơi? Bằng 22,2 thầy. Ok. Chia nhiệm vụ bấm máy tính đi nha, cho nó nhanh. Đó. Mấy câu này câu hỏi dễ lắm nha. Em dùng phương án giả sử so sánh mol nó dễ. Rồi ok, chúng ta tiếp tục. Câu số 2. Mình biết là cái hầu như là các bạn đi thi là cái phần bài tập á, bạn làm không kịp, lý do là nhiều lý do khác nhau lắm. Được chưa? Nên là đợt này mình bơm mạnh bài tập cho bạn. Bài tập mà ổn rồi đó thì mình sẽ bơm những cái bài tập mà các bạn cảm thấy yếu. Mà sau khi bài tập ổn rồi, nếu mình hỏng lý thuyết chỗ nào thì mình sẽ báo thầy để thầy làm lại lý thuyết chỗ đó. Rồi chúng ta đến câu 2 nè. Câu 2. Khi cho 500 ml dung dịch Na1H1M. Từ đây chúng ta tính được mol Na1H luôn nè. Em lấy 0,5 nhân cho 1 bằng 0,5 mol này. Tác dụng hết với H2S42M tạo thành muối trung hòa. Yêu cầu chúng ta là tính thể tích dung dịch H2S4 là, chúng ta nghe kỹ, NaOH cộng cho H2S4 để chúng ta tạo thành Na2S4 cộng cho H2O. Các bạn đây là 2, đây là 2. Rồi số mol NaOH mình đã tính được là đây là 0,5. Mình chuyển qua đây, lấy 0,5 này nhân 1 này chia 2 này thì nó bằng 0,25 mol. Như vậy ở đây để tính được V dung dịch H2S4, em sẽ lấy mol chia cho nồng độ mol. Mol là 0,25. Nồng độ mol là 2M. Thì đây là bằng 0,125 lít. Như vậy để đổi sang lít thì mình nhân 1.000, tức là 125 ml. Có đúng ở đây mình chọn là câu D. Tuy nhiên đây là nãy giờ bạn làm mấy cái dạng này nhiều rồi. Bây giờ thầy chỉ bạn cách làm nhanh hơn bội lần, không cần đi phân định luôn. Nghe kỹ cái hai. Chúng ta có trong NaOH của chúng ta và trong H2S4 của chúng ta, nghe kỹ nha. Bản chất cái này chúng ta nhìn nhau. Bản chất là khi cho axit tác dụng với 3 giờ là OH trừ và H cộng là bằng nhau. Trong này có một OH này nhân 1 này. Đây có 2H nhân 2 này. Vậy đây này. Mol NaOH trừ bằng mol H cộng hoặc mol H cộng bằng mol NaOH trừ. OH trong này là một OH trừ nhân 1, đây 2H cộng nhân 2. Cái đó mà làm một phép tính này. Ở đây mình chảnh chó luôn em ơi, không cần đổi đơn vị luôn, bởi vì ở đây người ta cho đơn vị là ml rồi. Để tài năm xị luôn. Nhân 1. 2 nhân cho H2S4 là 2. Nhân cho V dung dịch thằng này là V. Từ đây chúng ta V bằng 500 chia cho 4 là 125. Làm cách này thì nó nhanh hơn cách 1 rất là nhiều. Được chưa? Khi nào bài tập nào mà em có cái 3 giờ tác dụng axit thì em luôn luôn có là OH trừ và H cộng bằng nhau. Được chưa? Đó, cái đây là nội dung thầy dạy hơi cao hơn một xíu. Nội dung này chúng ta sẽ được học
Rõ ràng bạn chắc nhiều nhất năm lớp 11, nhưng bây giờ biết trước đi để làm cho nhanh. Bây giờ nè, chúng ta đi tiếp được cho em nhỉ. Rồi chúng ta đến câu 3 nha. Rồi chúng ta đọc đề. Ở đây người ta cho hỗn hợp gồm có kẽm và sắt để tác dụng với HCl. Ở đây em tính cho thầy mol HCl luôn. Lấy thể tích đây và đổi sang là 0,4 lít nhân cho nồng độ là 1 bằng 0,4 mol. Đây nè. Chúng ta biết là kẽm và sắt của chúng ta là hai kim loại đều đứng trước hydro và cả hai đều tác dụng được với HCl. Ở đây kẽm sẽ tác dụng tạo thành ZnCl2 cộng cho H2. Sắt cũng vậy, sắt giống như kẽm, sắt cùng hóa trị 2. Trong tất cả kim loại tác dụng với HCl thì chỉ có nhôm hóa trị 3, hãy nhớ điều đó. Được chưa nào? Rồi, để cho chúng ta khối lượng như sau. Khối lượng thằng này là 12,1 gam. Và được cho chúng ta là số mol HCl ở đây là 0,4 mol. Rồi em nghe kỹ nha. Yêu cầu chúng ta là tính khối lượng hỗn hợp muối thu được. Rồi nghe kỹ em ơi. Thông thường cái bài toán này là chúng ta hay bị lầm tưởng đó là, nghe kỹ, ở đây người ta hỏi khối lượng hỗn hợp muối là người ta hỏi chung không hỏi riêng. Nghe kỹ nha. Người ta hỏi khối lượng hỗn hợp muối là hỏi chung. Hỏi chung thì bài này này, bài này bạn có thể làm cách đầu tiên đó là chúng ta đặt ở đây là x mol, y mol mà giả hệ giống như những cái câu trong những cái ngày trước đó mà làm. Tuy nhiên cách đó thì nó không hợp lý đối với bài toán người ta hỏi chung. Bài toán hỏi chung thì chúng ta sẽ đó là dùng phương pháp chuyển mol và dùng bảo toàn khối lượng. Chuyển mol như thế nào thì nhìn ở đây. Chúng ta thấy đây là 2, đây là 1. HCl gấp 2 lần hydro. 2 1. Như vậy HCl gấp 2 lần hydro. Như vậy mol HCl là 0,4 mol thì mol này giảm đi một nửa còn lại 0,2 mol. Được chưa em ơi? Đó là chuyển mol ạ. Cái đó có khối lượng là 12,1 này. Được chưa? Cộng cho HCl là 36,5 là khối lượng đấy, nhân cho m lớn. Mol nhân cho m lớn là ra khối lượng này. Khối lượng muối là m gam cộng cho hydro là 0,2. 2 nhân 0,2 tôi đem suy ra m. Khi nào mình sẽ dùng phương pháp chuyển mol? Chúng ta sẽ dùng phương pháp chuyển mol và bảo toàn khối lượng khi và chỉ khi đề cho chúng ta là đề hỏi chung nhá. Nếu đề yêu cầu chúng ta là tính khối lượng của mỗi muối thì cái đó là hỏi riêng rồi, thì cái phương pháp này không đúng nữa. Được chưa nào? Rồi em tính giúp thầy đi. Bằng bao nhiêu chi? Chi đâu ạ? Tiếp nhận thông tin bấm cho thầy coi. Bấm đi, thầy về chơi chế độ bolero với em. Bấm chậm nhất có thể. Bấm cái dàn đợi á. Bao nhiêu chi? Tôi thấy em lỡ xóa rồi đấy. Ôi trời. Tôi chơi thác bolero mà em còn chơi không kịp với thầy thôi chứ. 26,3 em nha. Ok. Như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu A. Đó. Mấy câu kiểu này đề nó sẽ khai thác khá là nhiều. Ok nè. Rồi chúng ta đến câu số 4. Em ơi. Câu 4. Ở đây chúng ta có như thế này. Cho BaOH 2 lần tác dụng với H2O4 đều cầu chúng ta tính khối lượng cái tụ thu được. Bản chất là Ba kết hợp với E4 để tạo tủa. E4 này mình chán chọn lắm, nó chỉ tủa được với hai thằng thôi, thường gặp là Ba và chì. Được chưa? Cộng cho H2O. Để chúng ta tính số mol này. 0,1 em nhân cho 1 thì số mol thằng này là 0,1 mol. 0,1 nhân cho 0,8 thì bằng 0,08 mol. 0,1 chia 1 là 0,1, 0,08 chia 1 là 0,08. Như vậy bên BaOH 2 lần lớn hơn. Rồi câu này thầy sẽ nói rõ cho bạn những yếu tố khác người ta hỏi luôn. Đây là lượng ban đầu, lượng phản ứng và đây là lượng sau phản ứng. Chúng ta nghe kỹ. Cái số mol ở đây là 0,08. Và đây là hết. Chuyển mol qua đây. Đây là 0,08.
và dư lại là 0,01 hay là 0,10. Được chưa mà? 0,10 trừ 0,08 là bằng 0,02. Chuyển qua đây, 0,08. 0,08. Được chưa? Rồi trong trường hợp này, yêu cầu chúng ta tính tủa thì em tính được rồi. Tính khối lượng của BAS4 nữa là xong. Lấy 0,08 nhân cho M lớn. Bari 137, Lưu Quỳnh 32, Oxy 16 nhân 4. Rồi tính cho thầy bằng bao nhiêu? Như Quỳnh, bấm giúp thầy Như Quỳnh. Như Quỳnh đâu tiếp nhận thông tin? Quỳnh Như đâu ạ? Quỳnh Như đâu tiếp nhận thông tin, bấm giúp thầy với. Rồi bằng chắc điều đó là 1,86, không 18,64. Đây cô đúng ở đây là cô B, được chưa ạ? Rồi. Rồi chúng ta lưu ý với thầy, bài này người ta có thể hỏi cho chúng ta thêm một yếu tố nữa. Nếu người ta không thích hỏi như vậy, người ta hỏi khác đi. Người ta hỏi là cho quỳ tím vào dung dịch thu được sau phản ứng thì quỳ tím dịch chuyển sang màu gì, hoặc là pH. Cho nói đó là mình nói về tuổi em nha. Còn phần còn lại trong cái thằng này là dung dịch, mình nói rõ luôn. Như vậy dung dịch thu được nè, chúng ta biết là sau phản ứng thì H24 chúng ta bằng không hết rồi, thằng này tụa không phải là dung dịch. Như vậy dung dịch thu được ở đây là BaOH2 lần, được chưa? Nó là một bazơ. Bazơ thì nó có những tính chất như sau em, những cái thông số về bazơ này làm quỳ tím hóa xanh, làm phenol phthalein hóa hồng, mình sẽ nói rõ luôn cho bạn hiểu. Và ở đây người ta có thể hỏi tới một cái giá trị nữa là pH. Chúng ta có quy tắc là anh nhỏ, ba lớn, trung 7. pH của axit là nhỏ hơn 7, pH của bazơ là lớn hơn 7, pH của trung tính là bằng 7. Như vậy nó là bazơ thì pH đây là lớn hơn 7. Được chưa nào? Để có thể hỏi chúng ta là liên quan tới pH. Để hỏi khối lượng tuổi nào mà hỏi là sau phản quỳ tím chuyển sang màu gì, hoặc là sau phản phenol phải ta chuyển sang màu gì, hoặc là sau phản thu được pH bằng bao nhiêu, thì đó là những câu hỏi liên quan. Thầy nói luôn. Chúng ta đến câu tiếp theo em nhé. Câu 5. Câu 5 em nè. Đây, khối lượng dung dịch NaOH cần để trung hòa HCl. Ở đây, nghe kỹ. Khi nào có từ trung hòa là dùng cái công thức này thầy nói. Trung hòa thì mol OH trừ đúng bằng mol H cộng. Chúng ta tương đương. Trong mol OH trừ là bằng mol NaOH. Mol H cộng là bằng mol HCl. Rồi chúng ta sẽ tương đương tiếp. Nghe kỹ. Để tính được số mol NaOH thì em lấy cứ M dung dịch. M dung dịch thằng này mình cho là x cam đi. Được chưa? M dung dịch là x cam, không cho M gam đi cũng được. Cho nó là M gam đi em ơi, cho nó dễ hiểu. M gam này nhân cho C phần trăm là 10, chia 100%, M lớn NaOH là 40, 23 cộng 17. Còn số mol HCl sẽ lấy thể tích nhân nồng độ. Thể tích đây nhớ đổi 0,2 lít nhân cho 1. Từ đây tính M là hết bài toán này. Được chưa? Còn nếu bạn thiếu tự tin về thầy, được chưa? Không tin tưởng thầy thì bạn có thể ghi phương trình ra để kiểm chứng điều đó. Đây. Mol NaOH chúng ta đi tác dụng với HCl để tạo thành gì? NaCl cộng cho H2O. Đó. Thì hai số mol này đúng bằng nhau chưa? Nghĩa là cái dùng cái biểu thức này này là thay cho việc viết phương trình. Được chưa? Thì bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu? Bao nhiêu Thảo Nguyên? Thảo Nguyên tiếp Dạ. nhận. Thảo Nguyên tiếp nhận Dạ thông tin, một bấm cho thầy. phần. Bấm đây. Dạ. Thầy bấm chế độ bolero nói chuyện với em cho vui. Bằng 0,2 rồi thầy. À, đâu. Đúng rồi, 0,2. 80 chứ. Em tính sao không phải ai. Ừ. Được chưa? 80 nha. 80. Như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu B, được chưa? Câu này thuộc câu hỏi dễ, không khó. Đó. Không không cần nghe phương trình mà vẫn làm được, thế mới là đẳng cấp. Được chưa nào? Các vấn trung hòa thì chúng ta có nó bài tập nó gặp nhiều lắm.
Chúng ta đến câu số 6. Câu này hay này. Chúng ta nghe kỹ. Cho CO2 có thể tích là 1,68 lít, đi tới dùng với cao H. M dung dịch ở đây người ta cho chúng ta là x cam. Nồng độ phần trăm là 5,6. Rồi, chúng ta thu được muối KHCO3 duy nhất khỏi x cái giá trị là, như vậy đây nó sẽ tạo thành muối axit KHCO3. Ở đây mình đi phần này từ cân bằng đây mà, để coi chúng ta tìm x. Thì dựa vào đây chúng ta ráp thôi. Mol CO2 thì đúng bằng mol cao H. Đúng chưa? Mol CO2 thì lấy thể tích chia cho 22,4. Dung bấm giúp mình Dung ơi. Mol cao H thì chúng ta dùng công thức siêu tốc, M dung dịch nhân C phần trăm chia cho 100%. Kali 39 OH 17. 39 với 17 là 56. Dung rồi. Để em chút thôi. Tiếp nhận thông tin bấm giúp. Mình chế độ Dung thì mình cho chế độ Bolero luôn. Lăm thôi. 75. Đấy, ok. Cảm ơn nha. Tôi kiểm tra. Chắc đúng đó. Thầy kiểm tra cho nó có hình thức vậy thôi chứ cái đâu mà. Ok, 75 em ạ. Thì câu đúng bây giờ mình chọn là câu A. Thế thôi. Đó. Câu này tôi coi vậy. Chỉ cần ghi phương trình ra, nhìn mối tương quan về số mol là bấm một phép tính là nhanh nhất. Không có cách nào tư hơn cách này được đâu. Chúng ta đến câu 7. Rồi. Chúng ta đọc đề. Ở đây đề nhiệt phân hoàn toàn 19,6 gram COOH 2 lần. Em nhiệt phân thì đây nó sẽ tạo thành COO cộng cho H2O. Rồi. Chúng ta biết là COOH 2 lần chúng ta là chất cái tủm màu xanh. Nó là một bazơ không tan thì bị nhiệt phân. Còn bazơ tan như là kali, natri, bari, canxi và liti thì không bị nhiệt phân. Thằng này là thu được chất rắn màu đen. Đen là thằng này. Bây giờ, chứ phải đen là thằng phi. Thằng này là 19,6 gram. Được không ạ? Tiếp. Cái đó mình sẽ lấy cái thằng CO này. Dùng cái hydro dư để khử chất rắn màu đen. Thu được chất rắn màu đỏ có khối lượng là. Như vậy dùng CO để khử hydro. Thì đây nó sẽ tạo thành đồng. Đồng là chất rắn màu đỏ. Phần còn lại là H2O. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng chất rắn màu đỏ là tính thằng này bằng bao nhiêu gam. Và đem chữ mol thôi. Bấm giúp thầy đi em ơi. Tính số mol. Khoa bấm giúp khoa. 19,6 chia cho đồng là 64. OH là 17 nhân cho 2 bằng bao nhiêu khoa? Khoa nó không tiếp nhận được thông tin. Không hai mon. Ok. Rồi, không hai mon. Không hai thì mình chuyển qua đây là không hai. Số mon này không hai thì chuyển qua đây là không hai. Chuyển mon hai lần thôi. Chuyển mon từ phương trình 1 xuống phương trình 2 là xong. Khi đó chúng ta tính được M. Em lấy khối lượng mon là 64 nhân cho 0,2. Thế đây là bạn tính được là 12,8 gram. Được chưa? Cái đó có đúng bây giờ mình chọn là câu C. Câu này thì không khó. Câu này là câu gọi là câu mà hai phương trình nối tiếp nhau. Cái kiểu này là dễ em nha. Ok nè. Chúng ta đến câu số 8. Đi tiếp được chưa em nhờ? Các bạn chép bài kịp không? Chúng ta đến câu 8 em nha. Rồi câu 8 này. Đây. Trộn 4 gam dung dịch cao H 5,6% với 300 gam dung dịch CO4 16%, tính khối lượng cái tụ thu được. Thì bài này so sánh mol thôi. Ở đây ta ghi là công thức tính mol này. Mol cao H chúng ta sẽ lấy công thức đó là M dung dịch nhân C% trên 100% M lớn. Đấy, công thức tính mol này thì đừng bao giờ quên ạ.
10 nhân là 400. C phần trăm là 5,6 chia 100. Kali là 39OH17 56. Cái đem tính cho này mol COS4 luôn. M dung dịch là 3 xị nhân C 16 chia 100% M lớn. COS4 là 160. Rồi, sau khi cái đó có thì em sẽ có phương trình là cao H được tác dụng với CuSO4 để chúng ta tạo ra K2SO4 cộng cho CuOH 2 lần cái tủa màu xanh các bạn, đây là 2. Rồi, tính cho thầy mon cao H bằng bao nhiêu? Nhập nhanh thì nó bằng 0,4. 56 chia 56 là hết này. Như vậy đây 40 chia 100 là 0,4 này. 16 rút gọn đi. Hai này rút gọn 3, 3 nhân 16, 16 chia 16 hết. Bao nhiêu mol em ơi? 0,3 à? Vậy 0,3 không? Không bài em nha. Đó. Rồi. Ở đây mình dùng phương án sách giả sử để so sánh mon em ơi. Ở đây thì giả sử cao hát hết đi. Đây 0,4 thì chuyển qua đây. 0,4 nhân 1 chia 2 bằng 0,2. Nó nhỏ hơn ban đầu 0,3 thì chứng tỏ là chúng ta đã giả sử đúng. Còn nếu mình chuyển cái số mol của K CuOH 2 lần là 0,3, CuS4 là 0,3 này. Và bên này thì 0,6 vô lý. Vì ban đầu hắn có 0,4 à. Được chưa? Như vậy điều mình giả sử là đúng, chuyển qua đây luôn. Đây là 0,2. Cái đó chúng ta đi tính khối lượng tủa CuOH 2 lần. Lấy 0,2 nhân cho đồng của mình là 64. OH là 17 nhân cho 2. Tính em ơi. Bao nhiêu em ạ? Như đâu ta? Như nãy đâu mà không thấy, nãy giờ không thấy nó nói gì hết ta. Sao Tính cho thầy bằng bao nhiêu em? lại? Không có tính rồi. 19,6 gram. Lên mạng tải về. Nhớ, trong thao chứ thầy có máy tính đâu. Thầy một cái máy tính này, hai cái máy tính này. Đó, ba cái máy tính này tao. Muốn bấm cái nào bấm, nhớ, mình chơi đồ xịn không có chứ đùa. Đồ không mắc tiền mua mà. Lên mạng tải về, gì đâu. Rồi chúng ta đến câu số 8 em nha. Giờ đến câu 9 nè. Câu 8 thì nó dễ vậy thôi. Bài này chỉ cần so sánh mon thôi. Cái điều quan trọng tất nhất là mình không biết công thức tính mol siêu tốc nên nhờ cái bài này làm chậm thôi. Chứ bài này thì bình thường, không có gì cả. Chúng ta đến câu chính. Diệt phân hoàn toàn x cam FLH 3 lần đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn. Có 24 gram chất rắn, yêu cầu chúng ta là trị số của x bằng. Chúng ta nghe kỹ. Ở đây người ta lấy FLH 3 lần, người ta đi diệt phân. FLH 3 lần chúng ta là bây giờ không tan cái tủa màu nâu đỏ. Nhiệt phân thì chúng ta sẽ tạo thành Fe2O3 cộng cho H2O. Chúng ta nghe kỹ. Ở đây mình cân bằng đây là 2 thì đây là 3. Rồi, ở đây người ta cho khối lượng đây là x gam. Và chúng ta hiểu này, nhiệt phân hoàn toàn tức là sau phưởng này FeOH 3 lần là hết, hoàn toàn có nghĩa là gì? Sau phưởng không còn nó nữa. Như vậy rắn thu được là 2,4 gam ở đây là Fe2O3. Rồi, cái đó chúng ta xử lý thôi. Dựa vào phương trình thấy mol Fe2OH3 và mol Fe2O3. Ở đây là 2 chia 1 thì gấp 2 lần. Đó là cách thứ nhất, còn không thì em dựa vào bảo toàn nguyên tố sắt. Thầy chỉ bằng bảo toàn nguyên tố sắt này. Chúng ta sẽ nhìn thấy là trong hợp chất đề bài cho và đây đề bài cho và hợp chất đề bài hỏi chúng ta đều liên quan tới nguyên tố sắt. Như vậy đây mình đi bảo toàn nguyên tố sắt, trong này có một sắt nhân một, trong đây có hai sắt thì nhân hai. Cái đó chúng ta suy ra này, tương đương này khối lượng thành đây là x này chia khối lượng mol sắt là 56, OH là 17 nhân 3, thằng đây là 24. Đây chưa nào, xin lỗi chỗ này nhân hai chứ có hai sắt mà. Thì nó lại bảo toàn nguyên tố sắt em nha. Trong này một sắt nhân một này, trong hai sắt nhân hai này. 24 chúng ta chia cho
Sắt là 56 nhân 2 cộng 16 nhân 3. Bấm máy tính cho thầy x bằng bao nhiêu? Bấm giúp mình đây. Mình đâu ạ? Bấm giúp thầy với mình đây. Dạ đây thầy, 32,1 thầy. Tính rồi không? Rồi, câu đúng ở đây mình chọn là câu B. Câu này thì không có khó ha. Câu này chúng ta hiểu đúng cái từ hoàn toàn thôi. Chúng ta cả các bài bài nào một phép tính hết. Không có gì khó cả. Nha, từ những bài quá khó thì mình mới làm nhiều phép tính thôi. Rồi. Mấy bài một phép tính là trong đề thi nó khai thác khá là nhiều em nha. Để em cố gắng làm kỹ cho thầy. Chúng ta đến câu cuối cùng của ngày số 12. Rồi chúng ta đọc đề. Rồi, ở đây để cho như thế này nè. Bước đầu tiên bài toán này em đi cho tính cho thầy mol cao H. Đây, em lấy thể tích là 0,2 nhân cho nồng độ là 1 thì bằng 0,2 mol. Em đi tính mol H2 SO4. Thể tích là 0,2 nồng độ là 1 thì thằng này là 0,2 mol. Rồi, người ta nói như thế này. Sau vẫn thêm mảnh magie dư vào thì thấy thoát ra một thể tích hydro là bao nhiêu? Đây, bài này dễ. Bài này thì chúng ta có hai phương trình. Phương trình đầu tiên là em cho cao H tác dụng với H2 SO4 để tạo thành K2 SO4 cộng cho H2O. Các bạn đây là 2 và đây là 2. 2 ba giờ này, 2 axit này, 2 nước này. Chúng ta căn cứ vào đó mà cân bằng. Rồi bạn nghe kỹ. Ở đây nếu mà so phưởng chúng ta thu được K2 SO4 thì chúng ta biết là K2 SO4 không tác dụng được với MG, hiểu không ạ? Như vậy, nếu mà ở đây buộc ở đây là trong một trong hai chất phản ứng sẽ có một chất dư. Vì số mol đã có rồi. Nếu mà cao H dư thì cao H dư không tác dụng với MG. Chỉ có H24 dư mới tác dụng với MG thôi. Như vậy trong trường hợp này mình sẽ giả sử số mol cao H hết. Cao H đây là 0,2. 0,2 nhân 1 chia 2 thì thằng này còn là phần đây là 0,1. Được chưa em ạ? Rồi, và chúng ta biết là sau phản ứng thì H2S4 chúng ta dư. 24 mình dư bao nhiêu? Tổng là 0,2, đây phần 0,1 rồi thì dư lại 0,1. Chính cái lượng dư này sẽ I love you với magie được chưa, để tạo thành MgSO4 cộng cho hydro và yêu cầu chúng ta là tính thể tích hydro thoát ra. Đây số mol này 0,1 thì đây 0,1, cái đó chúng ta đi tính thể tích hydro thôi, rất đơn giản. Em lấy mol nhân cho 22,4 được chưa em? Câu đúng ở đây mình chọn là câu A. Vậy thôi. Như vậy câu 10 cũng là câu cuối cùng của cái đề cái ngày số 12 nha. Trong cái đề này thì đánh giá thì đề này vẫn có những câu nó hơi lạ xíu, đặc biệt là cái câu mà chúng ta dùng bảo toàn khối lượng đấy thì hơi lạ. Còn những câu khác thì đều chúng ta đều làm được. Tuy nhiên để hiểu đúng và hiểu nhanh thì chúng ta cố gắng viết phương trình cho đúng và cân bằng đúng, tuyệt đối đúng thì chúng ta làm sẽ siêu nhanh luôn. Thế thôi.